Shivan 18 được ra mắt vào năm 1997 là kết quả của sự phối trộn của hơn 20 loại single malt whisky lại với nhau, tạo nên một chất rượu vô cùng đặc trưng và nổi tiếng toàn cầu. Nó đã trở thành biểu tượng của dòng blended Scotch whisky cao cấp bởi vì nó lưu giữ hơn 85 nốt hương khác nhau trên mỗi giọt rượu. Theo thống kê 10 năm trở lại đây thì dòng Shivan 18 này bán chạy nhất nhì trên thế giới cũng như là Việt Nam. Nếu như anh chị đã quá quen với hương vị của dòng Shivan này thì nhất định anh chị phải sở hữu thêm cho mình hai chai rượu vang đỏ. Đầu tiên là chai rượu vang đỏ đến từ Ý là Cassafort Ripasso, bằng phương pháp là ủ trong thùng thép không gỉ và thùng gỗ sôi lên đến 12 tháng đã mang đến một chất rượu vô cùng đậm đà nhưng lại rất chi là mượt mà, nhẹ nhàng, rất thích hợp để anh chị có thể sử dụng mỗi ngày. Nổi bật bởi cả hương thơm một loại trái cây như là mâm xối, cherry và rất là tươi mới của một loại khoáng chất. Điều đó đã mang lại cho anh chị một cảm nhận rất là cân bằng và phong phú trong hương thơm, hương vị của chất rượu này. Và chai vang thứ hai đến từ Pháp có tên gọi là September Pinot Noir, được làm từ giống nho Pinot Noir nổi tiếng là giống nho nhẹ nhàng nhất thế giới. Chai rượu này được người ta ví von rằng là tập hợp của tất cả sự thanh lịch, tinh tế của vùng Burgundy lại trong mỗi giọt rượu. Khi anh chị thưởng thức sẽ ngửi thấy hương tươi mới của loại trái cây như là cherry, mấm xôi hay là quả dâu tây, pha đôi chút thoáng thoảng của loại trái cây vườn nha. Những nốt hương của nó sẽ mang lại cho anh chị một trải nghiệm vô cùng cân bằng, mượt mà, nhẹ nhàng và đầy tinh tế. Mặc dù đấy là một dòng rượu nhẹ nhàng nhưng là để lại cho anh chị một ấn tượng vô cùng sâu đậm, nhớ mãi khi thưởng thức những ly rượu này. Nếu như anh chị muốn đặt trước cho mình những chai rượu vang đỏ này cho Tết Giáp Thìn 2024 với giá ưu đãi nhất, anh chị hãy gọi ngay vào hotline của Vinowise 0826 737 737. Anh chị đừng quên subscribe kênh Vinowise để xem thêm thật nhiều video vào ngày mai nhé.